Hello, xin chào tất cả các anh chị và các bạn đang xem video của em Định. Bây giờ em Định đang có mặt trước căn shop mẫu Big House Maryland Quy Nhơn. Bây giờ em Định sẽ dẫn các anh chị mình đi vào mình tham quan một vòng ở căn shop mẫu Big House Maryland Quy Nhơn, xem thử bên trong nó trông như thế nào nha.
Rồi, em vừa dẫn các anh chị mình đi dạo một vòng tham quan kênh xốp mẫu Big House Maryland Quy Nhơn. Các anh chị thấy kênh này như thế nào ạ? Có đẹp không ạ? Các anh chị nhớ comment ý kiến của mình về kênh xốp mẫu Big House Maryland ở bên dưới phần comment nha. Cảm ơn tất cả các anh chị đã quan tâm theo dõi video của em Định và hẹn gặp lại các anh chị trong những cái video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.